Dự án do Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Dự án cấp nước tưới cho 700 hectare đất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho 7.500 hộ dân. Hiện dự án đang phải tạm dừng thi công do sạt trượt nguy hiểm, xảy ra vào tháng 8 năm 2023, vì liên quan đến an toàn công trình cùng một số nhà dân gần đó. Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, đoàn chuyên gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã khảo sát để lên phương án xử lý,